Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, Lisa vấn đề là nhận được một cái bản tin đó là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là run sợ nha. Câu hỏi được đặt ra, chị ơi, chị Lisa ơi, chị có biết rằng anh Nguyễn Danh Dũng, quản trị viên Trang Thiên An TV trên YouTube mới bị công an bắt đó chị? Chị có biết tin này chưa? Lisa đã được bạn bè và đã nhắn cho cái tin này rồi nha. Cho nên mong rằng tất cả các bạn ở hải ngoại này, các bạn hãy nên đưa những cái video của Lisa, Lisa cho toàn quyền mọi người, sẽ được đăng tải trên YouTube cho tất cả những đồng bào ở Việt Nam để mà xem. Các em và các bạn ở Việt Nam thấy chưa? Tiếng nói của Lisa họ run sợ tới mức độ như vậy. Chị đã đọc được cái tờ báo của an ninh điều tra, họ không dám đề cập đến tên tuổi của chị Lisa. Họ chỉ nói là vấn đề là lên trển để nói xấu thôi. Mà cái anh mà vấn đề là Nguyễn Danh Dũng này đâu phải là cái người làm ra cái video đâu. Cái người mà làm ra cái chương trình chính là Lisa Phạm. Mà họ không dám nói một câu nào đến tên của Lisa Phạm. Các em ở Việt Nam và các bạn ở Việt Nam thấy được cái giá trị của tự do và dân chủ hay không? Lisa sẽ theo dõi cũng như tất cả các hội đoàn ở hải ngoại này phải nên theo dõi và gửi báo cáo lên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngay tức khắc để chế tài Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh không thể nào ra những cái điều luật 79, 88, 258 để mà muốn bắt ai là bắt tùy tiện như vậy. Một cái điều vô lý, một cái điều mà người ta vào người ta nghe và người ta chỉ đưa lên trên mạng thôi thì làm gì mà bắt người ta. Trong khi đó người ta không làm một cái gì cả. Các em thấy không? Trong khi chị Lisa ngồi bên đây như vậy mà họ không dám đụng tới chị một sợi lông chân. Nha. Cho nên nếu người nào ở Việt Nam liên lạc với gia đình của anh Nguyễn Danh Dũng, anh này mới có 29 tuổi thôi. Cho nên kêu gia đình của anh này cũng như các bạn ở Việt Nam, các tổ chức ở Việt Nam, những người ở Việt Nam yêu chuộng vấn đề là tiếng nói cũng như là những nhà dân chủ thì hãy nên liên lạc ngay và báo cáo sự việc này cho vấn đề là cái bằng những tổ chức ở Việt Nam, hoặc là thậm chí gọi cho những người ở lãnh sứ quán của Mỹ, hoặc là những lãnh sứ quán của Anh, của Pháp, của Úc, của Na Uy, những lãnh sứ quán nào mà tự do để mà đưa những cái thông tin này cho họ gửi tới nhân quyền. Mặt khác, Lisa cũng sẽ vận động tất cả các hội đoàn, các đài báo ở hải ngoại này phải nên quan tâm đặc biệt đối với anh Nguyễn Danh Dũng. Bởi anh này là cái TV Thiên An, ở trên YouTube Lisa đã thấy tất cả những cái video của Lisa, anh ta đều đưa lên cho mọi người coi. Có nhiều cái video họ vô coi cho tới gần 700.000 người, 700.000 lượt để mà những đây là view coi như vậy nha. Cho nên Lisa đang nhận một cái thông tin mới. Cho nên những người nào ở Việt Nam hãy nên gọi số điện thoại này ngay tức khắc và báo cho lãnh sứ quán Mỹ hay về tình trạng của anh Nguyễn Danh Dũng, người mà đã nghe chương trình của chị Lisa và đã đưa những cái mạng đó, chỉ có đưa lên YouTube thôi, thì bây giờ đã bị gài tội và ép tội và ra lệnh. Thậm chí bây giờ những cái chương trình của anh ta bị bỏ hết. Bởi vì khi cảnh sát điều tra bắt người ta thì cảnh sát điều tra nó bỏ, nó kêu bắt buộc phải đưa cái số, cái password, cái password của vấn đề là kêu bằng đó là cái mật khẩu đó của cái account YouTube để mà xóa hết tất cả những cái video của Lisa. Cho nên Lisa mong rằng tất cả các bạn trẻ nào và những người nào có tấm lòng với dân tộc Việt Nam ở hải ngoại này thì chúng ta hãy lên làm thành một cái kênh để cho tất cả những người Việt ở trong nước vào YouTube để mà coi. Đây cũng là một cái tát tay thẳng vào mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đừng tưởng rằng họ bắt một mình anh Nguyễn Danh Dũng này mà không có những người khác đưa lên những cái tin tức nha. Cho nên tất cả những bạn nào ở Việt Nam cũng vậy, đã đưa những cái tin, những cái mà vấn đề là video của Lisa lên mà lỡ mà bị làm khó làm dễ, hãy đưa số điện thoại cho gia đình của mình để gọi ngay tức khắc nha. Số điện thoại của vấn đề là kêu bằng là lãnh sứ quán của Hoa Kỳ, tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là 0438 505000. Lisa xin đọc lại, các bạn ghi rõ ràng nha. 0438 505000. Các bạn gặp người Việt Nam nha, hoặc là các bạn gặp, các bạn điện thoại riêng
cho anh này tên là anh Mạnh. Anh Mạnh làm việc cho lãnh sự quán coi về mảng nhân quyền. Số điện thoại riêng của anh ta với điều kiện là khi những người nào bị bắt hoặc trà đạp nhân quyền các bạn hãy gọi, không gọi đến để phá rối người ta nha. Số điện thoại riêng của anh Mạnh là 0 4 3 8 5 0 5 1 0 0. Lisa xin đọc lại số điện thoại riêng của anh Mạnh, tức là 0 4 3 8 5 0 5 1 0 0. Đó là số điện thoại riêng đó nha, của anh Mạnh. Và số điện thoại này là số điện thoại của anh Đức, cũng là làm về vấn đề là nhân quyền ở lãnh sự quán Mỹ, sẽ đưa những cái tin tức cho Bộ Ngoại giao cũng như là cho thế giới, cho nhân quyền, cho Liên Hợp Quốc biết. Số điện thoại anh này tên là anh Đức nha. Số điện thoại của anh Đức là số điện thoại 0914896965. Lisa xin lặp lại nha. Số điện thoại của vấn đề là anh Đức 0914896965. Gặp anh Đức nha, số điện thoại đấy. Rồi, số điện thoại của vấn đề là anh David. Số điện thoại của anh David, số điện thoại riêng đó. Số điện thoại riêng của anh David là 0979218733. Lisa xin lặp lại số điện thoại của anh David là 0979218733. Đó là số điện thoại của anh David nha. Số điện thoại của anh Đức, Lisa xin lặp lại 0913249045. Đó là số điện thoại riêng của anh Đức. Số điện thoại riêng của anh Mạnh 0914896965. Hoặc số điện thoại cho lãnh sự quán Mỹ đó là 0438505000, 0438505100. Lisa đọc rõ ràng tất cả những dấu số điện thoại đó nha, bởi các bạn ở Việt Nam thì các bạn không thể nào ký hoặc là gọi điện thoại trực tiếp tới nhân quyền, mà phải qua trung gian của tất cả các lãnh sự quán để mà gửi tới nhân quyền báo về tình trạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang vấn đề là kêu bằng là trà đạp về vấn đề là kêu bằng là nhân quyền, cũng như là cấm đón vấn đề là internet để chế tài nha. Đó, các bạn thấy không, ở bên đây thì họ lại nan nỉ Lisa, ở bên đây thì họ lại vấn đề là kêu bằng là lại lục Lisa, nhưng mà ở trong nước đó thì bắt đầu là họ chơi cái màn chó đẻ như vậy đó. Lisa sẽ cho quý vị nghe một cuộc điện thoại hôm qua Lisa ghi âm, do vấn đề là kêu bằng người của họ, Bộ Ngoại giao của họ đã kêu cái người ở lãnh sự quán để mà gọi Lisa, mời tất cả các bạn ở Việt Nam hãy nghe cái cuộc mà Lisa ghi âm ngày hôm qua như sau nha, để các bạn thấy được người cộng sản họ sợ như thế nào. Alo, alo, cô có phải là cô Lisa Phạm không ạ? Phải, có chị không? À, chúng tôi gọi từ Đại sứ quán Việt Nam tại San Francisco. À, anh nói đi. Chúng tôi có xem qua các clip mà cô đã làm trên YouTube và trên Facebook, chúng tôi có theo dõi qua một thời gian. À, sao nữa? Chúng tôi thấy cô có rất là nhiều cái tiêu cực trong đầu óc của cô. Cô đã làm clip rất là tiêu cực về hình ảnh Đảng và nhà nước, chống phá Đảng và nhà nước của chúng tôi một cách xuyên tạc, không đúng sự thật như vậy. Bây giờ Đảng và nhà nước của chúng tôi rất là yêu thương dân, và toàn dân của chúng tôi
rất là tin cậy vào đảng và sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước của chúng tôi. Ừ. Cô nghĩ thế nào? Anh nói là vấn đề là đảng và nhà nước, vấn đề là cái bằng yêu dân. Mà giờ dân cũng yêu đảng, mà tôi thấy bây giờ ở Việt Nam toàn là những cái tình trạng mà vấn đề là xảy ra tiêu cực, người ta gửi cho tôi cả ngàn tin tức. Toàn là những cái sự mà tiêu cực ở Việt Nam không à? Cô Lisa, đó chẳng qua chỉ một vài trường hợp tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến tình hình, đến hình ảnh đảng và của nhà nước của chúng tôi. À, ai ai, người nào trong nội bộ đảng của chúng tôi hay là hình ảnh của các chiến sĩ công an làm xấu đến hình ảnh của nhà nước đâu cô à. Đó là chỉ một vài trường hợp. Con sâu làm rầu nồi canh thôi. Con sâu làm rầu nồi canh mà từ Bắc chí Nam toàn là cái lũ công an bắt đập người ta như vậy không mà anh nói vậy sao được? Đó chỉ là một cái lời luận điệu của cô kết tội chúng tôi. Cô hãy nhìn nhận lại 41 năm đảng và nhà nước đã xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng tôi như thế nào. Cô nhìn thấy rồi đó, 41 năm trời cô thấy đã hình ảnh nhà nước đã thay đổi rất là nhiều. Mọi người đều đã có cơm no áo ấm, đều có được công an việc làm, đều được có giáo dục học hành tử tế. Và mọi người, con nghe chúng ta đều có điều kiện thuận lợi đi du học ở bên nước ngoài. Cô không thấy sao? Trời ơi, luận điệu của anh mệt quá à. Anh nói chuyện nó giống như ớt ngoài đá giếng quá à. Chẳng qua đó là chỉ những luận điệu của cô thôi. Chúng tôi mong rằng cô ngừng ngay cái việc làm clip chửi bới đảng và nhà nước, đặc biệt là lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh của chúng tôi. Cô nghĩ như thế nào? Tôi với mày là tự do ngôn luận, là tôi nói sự thật thôi. Bởi Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, là tôi nói lên sự thật cho toàn dân Việt Nam nghe thôi. Chúng tôi không muốn đôi co nhiều với cô nữa. Chúng tôi mong một ngày nào đó cô ly sạn về Việt Nam chơi, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cô về. Cô nghĩ thế nào về cái lời nói này của chúng tôi? Ở trên mạng thì an ninh mạng mà những cái dư luận viên của các anh chúng ta là hăm he về là bắt tôi là giết tôi mà làm gì tạo điều kiện cho tôi. Mà tôi cũng không thể nào tôi về Việt Nam khi còn cộng sản nữa. Tôi nói thật với anh vậy đó. Chúng tôi cũng không có nhiều lời với cô nữa. Mong cô hợp tác với chúng tôi cho một ngày gần đây. Hai bên của chúng ta sẽ cùng có lợi. Cô Lisa có đồng ý không? Không, tôi không bao giờ đồng ý. Chúng tôi chỉ gửi vài lời đến cô như vậy thôi. Mong cô sẽ suy nghĩ lại và hợp tác với chúng tôi. Ờ vậy thôi. Bye bye đây, tôi có bận mà tôi nói chuyện với anh. Tôi không có mong muốn hợp tác gì với đảng Cộng sản hết đó. Tôi chỉ mong cái chế độ đảng Cộng sản Việt Nam nó không còn nữa thôi. Còn anh mà có làm việc cho đảng Cộng sản thì anh hãy cẩn thận, anh mở mắt ra anh coi người dân nó đau khổ cỡ nào mà anh vẫn còn có làm theo những cái luận điệu của đảng nữa. Ok, cảm ơn cô Lisa Phạm. Rồi, cảm ơn anh. Bye đi. Đó, các bạn thấy không? Khi họ qua đây thì họ dụ Lisa là chúng ta mời Lisa về Việt Nam, họ sẽ trải thảm đỏ, họ mời Lisa về, họ sẽ tạo điều kiện hết sức là đặc biệt cho Lisa về Việt Nam. Bắt đầu là kêu bằng là nếu mà không lên đây để mà làm những cái chương trình này thì kêu bằng Lisa hai bên đều có lợi, tức là họ sẽ không bao giờ mà vấn đề là họ sẽ biên bưng bít được người dân ở trong nước. Và Lisa ở bên đây thì họ sẽ cho tiền cho bạc Lisa để mà hòng không có cho Lisa nói ra cái tiếng nói cho các bạn ở Việt Nam. Các bạn thấy họ coi người dân các bạn, họ coi tất cả những người dân Việt Nam như thế nào. Họ trắng trợn, họ nói là toàn dân Việt Nam ủng hộ yêu đảng đó. Các bạn nghe được không? Các bạn có mửa không? Hả? Nha. Các bạn có mửa không? Chị ơi, chị có hay tin gì về ông vấn đề là kêu bằng đó là ông Ngô Văn Minh chết không chị? Cái ông này ổng đã từng lên trên quốc hội, ổng chất vấn, ổng nói thẳng về vấn đề là Trịnh Xuân Thanh. Ông yêu cầu quốc hội trả lời là công an giỏi lắm mà tại sao không bắt Trịnh Xuân Thanh được như vậy. Cho nên đảng Cộng sản nó cay cú, cho nên nó mời ông này đi nhậu rồi nó thuốc cho đang chết. Mới tháng vừa rồi lên chất vấn quốc hội, ta nói đứng nói chuyện mạnh bạo còn hơn là một con bò mỏng nữa, thì bây giờ tự nhiên ung thư ngã ra chết. Các em tin không? Cho nên trong cái chế độ chó đẻ đảng Cộng sản là nó như vậy đó. Hễ nói lên sự thật là nó như vậy.
Nhưng mà ông này một khi đã dám nói lên như vậy rồi mà dại dột đi ăn uống ăn nhậu làm chi mà để cho nó thuốc như vậy. Một tiếng nói trong quốc hội mà chỉ cần nói tới đảng là bây giờ nó phải như vậy. Cho nên chị biết cái tin này rồi. Ông này thì cũng giống như ông Thưởng thôi. Cũng giống như là ông Nguyễn Bá Thanh thôi. Hễ ai nói động tới đảng hoặc là làm sao mà cho đảng mang nhục thì nó sẵn sàng nó giết. Để cho các bạn Việt Nam, để cho toàn dân Việt Nam thấy người của họ đó vào đại biểu quốc hội là phải có lý lịch trong sạch ba đời đảng. Mà khi nói lên sự thật họ giết chết như vậy đó thì đừng nói tới người dân Việt Nam. Nha, đừng nói tới người dân Việt Nam. Chị ơi chị, em nghe nói là nó đem hoa, bắt đầu là nó đem hoa ra nó tặng du khách Trung Quốc luôn kìa chị ơi. Bởi vì chuyến bay đầu tiên chở du khách Trung Quốc tới Đà Lạt rạng sáng 18 tháng 12, mọi người đang cầm hoa để đón mời khách du khách Trung Quốc. Thì chị nói rồi, đất nước Việt Nam bây giờ đã là tỉnh lỵ của Tàu Cộng rồi. Trong tương lai từ Cần Thơ hay các tỉnh đều xây phi trường để đón khách, để mà đón người Trung Quốc vào cả. Thậm chí trong tương lai những cái hãng, những cái nhà hàng của người Trung Quốc bắt đầu là họ xây ở Việt Nam, người dân Việt Nam mà đến ăn xin ăn mài họ ra họ quánh luôn. Hoặc là họ kêu công an đó là tới nắm đầu những cái người ăn xin này đuổi ra, không có cho làm đi trước quán của họ để ăn xin ăn mài như vậy. Bởi vì phục vụ cho khách của người, vấn đề là của họ, của Tàu Cộng của họ, thì không cho người Việt Nam mình bén mảng tới. Người Việt Nam đang bị nô lệ trong cái thời kỳ này. Thật sự là người dân Việt Nam bây giờ nhục dữ lắm. Sống với cái chế độ đảng cầm sản nhục còn hơn con chó nữa. Lisa nói thẳng như vậy đó. Nha. Cô ơi cô, trong khi đó miền Trung bị thiệt hại gần cả hơn mấy trăm tỷ đồng. Họ đưa lên là thật sự chết chỉ có 235 người đó cô. Em đừng trả lời cho em, thằng Cộng sản, thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó đăng lên 235 người là phải chết 2.350 người. Em phải trừ hao như vậy đó. Những cái tin tức nào mà thằng chó đẻ, thằng súc vật Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó ra, nó giết ra đó, một cái xã không chỉ nhận không, đó là gần 40-50 người chết rồi. Thì làm sao mà nó xả lũ 46 đập như vậy mà cả một cái vấn đề là Quảng Nam như vậy mà chết có 235 người. Em có thống kê không? Hả? Cho nên thằng Cộng sản Việt Nam nó nói một là em phải suy nghĩ ra tới 1.000 lần. Nó nói chết 235 người là ít nhất em thống kê là phải chết 2.350 người. Nó phải là như vậy đó, nó mới hợp lệ. Chứ không bao giờ mà nghe những cái bài báo giờ phút này mà người dân Việt Nam còn nghe, còn u mê, còn dại khờ mà nghe những cái bài báo của Đảng Cộng sản là các bạn chết. Nó nói thiệt hại 1 tỷ đồng, các bạn phải ước tính là thiệt hại lên tới cả ngàn tỷ đồng, cả triệu tỷ đồng. Bởi vì nó ra những tờ báo để mà nó an lòng, nó sợ lòng dân nổi loạn lên mà thôi. Cho nên nó nói thiệt hại tại ở Quảng Nam 1 tỷ đồng. Các bạn nghĩ rằng 1 tỷ đồng thiệt hại không? Nhà cửa 21.000 căn nhà sập, các bạn đem 1 tỷ đồng các bạn xây được một căn nhà không? Trong khi một căn nhà ở Quảng Nam người ta không là có thể 3 tỷ, 4 tỷ mà làm sao thiệt hại chỉ có 1 tỷ đồng, các bạn tính không? Hả? Cho nên thằng súc vật, thằng chó đẻ báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam nó nói thiệt hại 1 tỷ đồng là các bạn phải nhân lên 1.000 lần như vậy. Tức là thiệt hại phải lên tới 1.000 tỷ đồng chứ không phải là 1.000 đâu. Chứ không phải là 1 tỷ đồng đâu. Các bạn thấy nhiều căn nhà ở Quảng Nam mà nó tràn nước vô như vậy, một căn nhà người ta trị giá 3-4 tỷ hoặc là 2 tỷ, 5 tỷ mà bây giờ thiệt hại chỉ có 1 tỷ đồng. Vậy 24 căn nhà ở Quảng Nam các bạn ngồi các bạn làm toán đi. Chưa tính tới hoa màu, chưa tính tới trâu bò, chưa tính tới những cái chuyện mà thiệt hại về những cái khu công nghiệp hãng xưởng. Cho nên thằng Cộng sản Việt Nam chỉ nhận được cái tin đó. Nó đưa 235.000 là phải ít nhất chết 2.350 mạng. Một cái xã thôi mà người của chị bên Việt Nam cho chị biết là chết 45 người thì các em tính đi. Chỉ một cái xóm thôi, một cái xã thôi mà chết những này là 40 mấy người.
Tổng cộng trong một cái ấp, một cái xóm đó thôi mà chết gần 135, 45 người. Thì làm sao mà cả một cái tỉnh Quảng Nam nó xả 46 đập thủy điện mà chết có 235 người. Các em nghĩ đi. Bởi vì nó coi người dân Việt Nam quá dại, quá khờ, quá ngu. Bởi nó đưa lên nó cho con số là chết vấn đề là 235 người. Nhưng mà thật ra con số là phải 2.350 mạng. Bởi vì người dân Việt Nam đâu có ai đi ngoài thống kê con số đó đâu. Chỉ có cái lũ đầu trâu mặt ngựa nó biết. Nó tự nó thống kê xong xuôi rồi bắt đầu nó đưa lên tờ báo, nó muốn nói sao nó nói. Thậm chí bây giờ nó thu, nó ước tính nó là thiệt hại 1.000 tỷ đồng hoặc là 1 triệu tỷ đồng. Thì bây giờ nó sợ người dân nổi loạn lên, nó lên báo nó đăng là thiệt hại chỉ có 1 tỷ đồng thôi. Đây là cái mưu mô, đây là cái lũ mà báo chí ở Việt Nam nó muốn mị lòng dân như vậy. Các bạn thấy rõ này đó. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hả, chết gần 2 triệu người miền Bắc, không còn một mạng nào thanh niên đó. Vậy mà nó nói là quân ta không ai chết cả, toàn là chiến thắng, toàn chiến thắng không à, toàn là đánh chết Mỹ thôi à. Chứ mà những đây là quân đội không có chết thằng nào. Nó muốn làm như vậy để cho các bạn đừng có sợ, mà các bạn phải làm con chốt thí đi ra. Các bạn thấy không, ngay cả cái ông mà sáng tác ra cái bài nhạc mà vấn đề là tiếng đàn ta lư, ổng cũng nói rằng là lúc đó chết của bằng như rã. Nhưng mà sợ anh em hoang mang quá, bởi vậy cho nên mới ra một cái bài nhạc để mà hung đúc tinh thần thôi. Chứ cái trận mà đó đó là quách ta nói tanh chết mẹ tôi mày hết trơn rồi. Chứ không có vụ mà kìa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tên lính thủy đánh bộ mũi kiến nó bị chết trên rừng bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh ai hay quá, nó bắt đẹp băng một cái nữa, nó băng sát hết trơn rồi mấy chục mạng quách mà băng tà lông hết trơn chứ ở đó mà tiếng 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 rồi kia tao cho mày tin. Cho nên thằng cộng sản Việt Nam các bạn không có bao giờ tin tưởng được. Lisa còn nhận được một cái bản tin động trời là bây giờ thằng Tàu Cộng đó bắt đầu là kêu bằng là nó chuẩn bị, nó kêu những cái tuổi trẻ Việt Nam hay ai mạnh dạn là cứ được đi ra để mà chúng ta chuẩn bị, nó kêu gọi đi ra. Các bạn lồi thị cận thị bị cái gì nó cũng bắt các bạn đi nghĩa vụ để đi lên trên cái biên giới phía Bắc để cho Tàu Cộng nó giết sạch hết trơn, nó diệt chủng một cái ổng đồng lọt luôn. Cho nên chớ bao giờ các bạn mà những đây là điên dại, những cái bạn tuổi trẻ mà đi vào quân đội rồi nó kêu đi lên trận cầm súng rồi lên trận bắt đầu là thằng Tàu Cộng nó chỉ cần nên nhấn một cái nút thôi, tên lửa nó bắn qua là tao nói nằm chết y như là kiếm đó. Tại vì nó giết hết những cái thanh niên này rồi nó mới qua nó lấy được nước Việt Nam. Bởi vì lúc đó dân Việt Nam toàn là đàn bà với con nít không à. Nó tha hồ nó vô nó làm, nó bóc lột, nó cướp cái nước Việt Nam. Cho nên nó phải tiện tận dụng hết thượng vàng hạ cám nó gom ra để nó giết chết trước một cái đi. Nó diệt quân đội xong rồi nó mới tràn vô để nó lấy người dân được. Bởi vì người dân lúc đó còn là đàn bà với con nít không mà đâu ai đứng lên nổi nữa đâu. Trói gà không chặt nữa mà. Rồi chị còn nhận được là người dân đang đói khổ như vậy thì bây giờ nó định xây thêm một cái tượng đài của thằng Nguyễn Sinh Sắc, tức là cha của thằng Hồ Chó Đẻ, thằng Hồ Chí Minh. Là cha của thằng Hồ Chí Minh, là thằng Hồ Chí Minh mà thằng Hồ Chí Minh thật đó, thằng Nguyễn Tất Thành đó. Chứ thằng Hồ Chí Minh giả là thằng Hồ Tập Chương đó, là nó đã lừa bịp rồi. Bây giờ nó lại đòi xây thêm cái tượng đài cho thằng Nguyễn Sinh Sắc, nó đòi xây cái tượng đài cho con đĩ Hoàng Thị Loan. Nó cứ lấy tiền thuế của mọi người dân nó làm những cái chuyện như vậy. Mà các bạn biết là những cái tượng đài như là cái thần tượng là Lenin đó, người ta đã giật sập xuống, người ta làm cái băng đá để người ta ngồi ở bên Nga bên bển bây giờ. Ngay tại Ukraine bây giờ người ta cũng giật sập những cái tượng đài. Mà ở Việt Nam bây giờ nó lại lấy tiền của dân để nó xây hàng nghìn cái tượng đài, nghìn tỷ như vậy. Mà người dân thì khốn khổ đau đớn như vậy mà nó vẫn làm. Mà hễ nói động là nó bắt nó bớ. Vũ khí thì nó kiềm kệ, nó không cho ai có vũ khí trong tay, chỉ có nó có vũ khí thôi. Người dân không có vũ khí. Thậm chí người dân vào coi chương trình của chị, thậm chí người ta post lên các bạn thấy rồi đó, nó cũng đi bắt bớ con người ta. Lisa ở bên đây,
Lisa có tự do. Lisa nói lên những tiếng nói của mình. Cho nên cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam không làm được một sợi lông chân của Lisa. Bây giờ nó ra bộ nó bắt bớ những người ở Việt Nam, nó làm này nó làm nọ. Các bạn thấy rồi đó, những cái cuộc Lisa còn có những cái cuộc mà nói chuyện Lisa không ghi âm, tại vì nó ấy quá. Gọi ở trên đây nè, tình cờ lên trên mạng gọi nè, gọi bằng Messenger đó. Họ gọi qua họ nói chuyện với Lisa không kịp ghi âm, chỉ có những cái số điện thoại là họ gọi là Lisa ghi âm được. Có nhiều cái cuộc điện thoại họ gọi qua, họ nói chuyện trực tiếp với Lisa. Thậm chí Bộ Ngoại giao của cái lũ chó đẻ Việt Cộng nó cũng qua để nó điều đình. Nó kêu là chị yêu cầu chị đừng nói động tới Hồ Chí Minh. Mặc dù chúng tôi biết Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, chúng tôi biết bị lường gạt, nhưng mà bây giờ không nói ra. Bởi vì nếu nói ra toàn dân Việt Nam người ta nổi lên thì chết đảng. Cho nên bây giờ chị tạm thời chị không nói, mà nếu chị nói ra thì bây giờ ở Việt Nam ai nổi lên là tôi giết sạch sẽ. Bởi vì người dân Việt Nam quá run quá sợ rồi, cho nên tôi giết sạch hết, không còn một người nào. Mà vấn đề là cái bạn là đã dám đứng lên nữa. Đó. Chị ơi, chị hay tin gì chưa? Trái cây xăng ở Gò Vấp gì đó chị. Nó trái thì mừng thôi em. Mong cho nó trái hết đi. Bởi vì người dân ngu khu đen không ai làm chủ mấy cái cây xăng này hết á. Từ những cái khách sạn, nhà hàng, cây xăng hay gì là toàn là con ông cháu cha, toàn là cộng sản nó trá hình không à. Nó cho vợ nó, người thân nó làm, cho nên cây xăng mà trái đó là chị còn mừng nữa. Cho trái hết mẹ đi. Bởi vì là cái lũ này đó nó vô nó bơm xăng gian, xăng lặn cho người ta. Nó thậm chí nó để ba cái cồn vô, nó bởi người ta đổ xăng vô thời gian ở Việt Nam chạy xe nó nổ một cái đùng bên ta lông hết rồi. Bởi cho nên cứ việc cho nó nổ nó cháy đi. Người dân người ta ghét quá, người ta thảy mẹ vô để cho cháy mẹ cái xăng. Cho nên kệ cho nó cháy phần phần lên đi em, khỏi cần nữa. Cho nên những cây xăng, những cái gì nó cháy ở Việt Nam mình mừng lắm. Hãng xưởng của thằng Tàu hoặc hãng xưởng của thằng chó đẻ Việt Cộng cho nó cháy hết đi. Người dân mình đâu có ai có cửa làm chủ cả lớn như vậy. Đâu có ai mà làm được. Cho nên cứ để cho nó cháy mẹ nó hết đi. Chị còn mong cho nó cháy thật là nhiều nữa. Các em thấy những cái cây xăng, những cái khách sạn nó cháy, các em mừng, các em vỗ tay, các em mừng đi. Nhưng mà chợ cháy thì các em lo là bởi vì chính cái lũ chó đẻ Việt Cộng nó đốt. Thấy cái gì mà có người dân của mình đó là nó đốt. Còn mà của tụi nó đốt cháy đó thì mừng. Bởi vì có thể người dân chắc là quá tức giận rồi, cho nên người dân phóng quả đốt cũng không chừng. Cho nên Lisa ủng hộ cái vấn đề này. Cho nên cây xăng có cháy hoặc là tượng đài có sập, hoặc là nước nó có cuốn mẹ nó banh tành hết những cái đường đê cầu cốc đồ kia đó, chị Lisa càng mừng, mà người dân Việt Nam cũng càng mừng nữa, để cho thằng Tàu nó đừng có tràn qua nữa. Dơ dãi như vậy nó không có qua. Trong tương lai các em ỉa bịch bịch thảy mẹ nó ngoài đường, nó chỗ nào mà gần nhà hàng mà Tàu nó qua nó, nó mở đó các em ỉa là ban đêm chạy ngang qua cầm nguyên bọc tức thảy cái bịch sáng ra cho nó hốt chơi vậy đó. Mình không làm gì cho mình chơi cái mạng vậy đó, cho không ai tới ăn uống vậy đó. Bởi vì chị nhận được cái tin là bây giờ đó là ông cố nội của nó qua làm ăn. Mà bây giờ ông cố nội của nó qua thấy cái bằng là nước đái, nước cất ở Việt Nam quá trời quá đất rồi. Bởi vậy cho nên bây giờ nó yêu cầu nó ra cái lệnh. Nó ra cái lệnh nó là kêu bằng nó là ai mà đái bậy, ỉa bậy là nó phạt này kia kia nọ. Thì bây giờ đó mẹ nó ra mình chơi theo cái màn là mình ỉa mình luyện mẹ nó vậy đó. Hãy nó ra cái luật là nào đó thì mà ai ngu dại gì ngồi ỉa anh chi. Cứ việc ỉa trong cái bịch ta cầm đi lâu lâu ra thấy cái bịch. Thảy hết, phải đường xá hay là dưới tượng đài của Hồ Chí Minh mà nó xây đó, đi ra đứng đái khai ngáy cho chị. Nha. Chị ơi, sao em nghe nói bản xe số xanh cán chết hai thằng công an giao thông? Ừ. Thì bây giờ chắc quân đội nghe lời của chị rồi, cho nên nó ghét, nó thấy mấy thằng cảnh sát giao thông đứng cái mặt kênh, thấy ghét quá cho nên nó tông mẹ, nó gãy lật lìa hai cái chân. Chị bữa đó chị nhìn chị thấy rồi, xe của quân đội là đụng nó đó, rồi cho đụng chết mẹ nữa đi. Hai thằng cảnh sát nó đang đứng trên lề đường đó mà chắc cày chớp cày cháo nè, nó đụng tới quân đội, nó đụng cho chết mẹ mày luôn, cho bỏ tật mày, bỏ tật láo cá, bỏ tật làm hành sự. Bởi vậy mà cho nên chị nhận cái tin này 3 ngày nay rồi, chị nhận 3 ngày nay rồi, các em yên tâm đi.
Chị ơi, tin mới là chị tai nạn giao thông, chánh thanh tra, sở nông nghiệp phát triển nông thôn kẹt trong xe tử vong chị ơi, máu đổ đầu rơi, chánh thanh tra nha chị, sở đó chị ơi, thì cục sở nó chết cho nó chết mẹ nó đi. Hồi kinh của chị linh ghê không? Các em thấy chị tụng linh ghê không? Đó, bữa đó chị có tụng rồi đó. Chị nói rồi đây chúng bay sẽ bị tai nạn mà chết bất đắc kỳ tử, máu đổ lệ rơi. Các em thấy hay không? Đó. Trời ơi, cái này là chắc thanh tra nha. Nha, không có giỡn đâu nha. Chắc là cũng bắt đầu chuẩn bị tụng kinh nha. Các em coi cái thằng này tên gì để mình tụng kinh cho nó. Trời ơi, hay thiệt đó. Các em thấy không? Các em thấy vấn đề là kêu bằng là sự, mà vấn đề là tụng kinh gõ mõ của chị. Tao nói nó siêu đẳng chưa? Tao nói đúng là xuất quỷ nhập thần, các em thấy chưa? Trời ơi, chạy xe hơi sở đàng hoàng bố. Thấy không? Mà tông vô một cái là nằm chết kẹt ở trong xe luôn. Ôi máu là chết. Hai thằng công an giao thông bị quân đội bản số xanh cát mẹ lật lìa cái chân, dập nát cái trơn luôn. Léo cái miệng qua một bên, chết. Chết như con chó. Các bạn trẻ Việt Nam hãy nên liên kết, đoàn kết lại với nhau. Nếu mà bị bắt vô trong tù cũng liên kết trong tù, có cơ hội điều kiện là cướp súng ở trong tù luôn. Bắn chết mẹ hết rồi bỏ đi ra ngoài. Một là chạy qua Campuchia, qua Thái Lan trốn tị nạn chính trị. Không thể nào người dân cúi đầu được nữa. Nó chà đạp trắng trợn nhân quyền. Bây giờ Internet là thế giới, người ta đang kêu gọi là mọi người phải tôn trọng Internet. Mà bây giờ lên đây nghe chương trình của chị coi không, mà nó cũng không cho coi, không cho nghe nó. Các em thấy nó chà đạp cỡ nào. Bây giờ ngay cả chị là cái người mà ra cái chương trình, chị là cái người mà nói lên chương trình, mà các em thấy rồi đó, nó gọi chị, nó điều đình, nó kêu chị phải hợp tác cho nó, hai bên cùng có lợi. Có lợi là gì? Các em biết rồi đó. Các em là người thông minh, các em biết rồi đó. Nó nói hai bên cùng có lợi là các em biết như thế nào rồi đó. Tức là một là nó đưa tiền cho chị, nó trả tiền cho chị để chị đừng nói lên sự thật, bởi vì tin tức chị nắm trong tay quá nhiều rồi. Cái điểm nguyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái gì nó đang mưu tính là chị đều nắm sạch sẽ trong bàn tay của chị hết. Kể cả nguồn tin của nhân dân các em đưa cho chị, kể cả những người làm trong bộ máy của đảng cũng đưa thông tin cho chị. Các em đừng tưởng là các em đưa thông tin cho chị không. Có những cái thông tin mà trong bộ máy của nó, người của nó, mà người ta cũng âm thầm người ta sẽ đưa cho chị ở bên đây để chị nắm được. Cho nên khi chị nắm được mà chị lên đây chị nói cho tất cả mọi người dân Việt Nam nghe, cho các bạn Việt Nam nghe, thì kêu bằng nó đã bể hết những cái kế hoạch của nó không làm được cái gì hết. Cho nên nó rất là run sợ. Các em thấy rằng nó gọi chị, nó hôm qua nó năn nỉ chị Lisa ơi, bây giờ đảng và nhà nước nói rằng nếu mà chị đồng ý, chị không lên chương trình khai dân trí, không nói những cái kế hoạch của đảng, thì kể như là hai bên đều có lợi, em sẵn sàng cho chị tiền hoặc là tặng cho chị những cái vé chị đi chơi. Nếu chị không thích Việt Nam, chị đi khắp tất cả thế giới, đi tại Paris, Pháp hoặc là đi các nước, tụi tôi đều đài thọ cho chị đi hết. Chỉ cần chị đừng lên nói lên sự thật, đặc biệt là đừng nói về Hồ Chí Minh cho người dân Việt Nam biết. Các bạn nghe cái những cái cuộc mà thu âm Lisa cho các bạn nghe rồi đó, các bạn thấy rồi đó. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam nó coi tất cả các bạn giống như là những cái vấn đề là kêu bằng là những cái đứa con nít mà mới đẻ ngày hôm qua vậy đó. Nó có thể nó bóp mũi các bạn chết bất cứ lúc nào. Lisa thì quá dữ dằn cho nên nó không dám đụng tới một sợi lông chưng. Bây giờ nó cố tình nó bắt những cái người tuổi trẻ ở trong nước để mà làm áp lực với Lisa. Bởi nó biết Lisa rất là thương các bạn. Cho nên Lisa gửi tới tụi bay, gửi tới lũ chó đẻ diệt cộng tụi bay khôn hồn thả ngay Nguyễn Danh Hộ, anh vấn đề là Nguyễn Danh Dũng ra, cái người mà vấn đề là trên Thiên An TV đó, thả người ta ra ngay. Tụi bay không thả là Lisa liên kết kêu gọi các bạn trẻ ở thế giới, ở các nước hãy nên record hoặc là đưa những cái tin tức mà khai dân trí này bùng nổ khắp trên vấn đề là kêu bằng là Internet, kể cả YouTube, kể cả Bingo, kể cả tất cả nơi nào cũng đều để vấn đề là kêu bằng là Lisa lên hết, để coi coi vấn đề là họ làm được cái gì. Cho nên họ đừng có tưởng rằng là bắt một người anh Nguyễn vấn đề là kêu bằng là Danh Dũng này là không ai coi được chương trình của Lisa, sai lầm rồi nha.
rất là sai lầm. Nghe chưa? Em chửi thằng này giùm chị thôi, cái thằng đó mẹ nó ra nó nói chuyện không có ra hơi mà chửi cái gì. Mấy cái thằng cắt ké kìa nhau nó lên nói chuyện không đâu vào đâu, thứ ngu độn, nói câu trước chửi câu sau, nói câu sau chửi cha, câu trước thành phần của đảng đó, nó không đủ trình độ đâu anh. Nha, nó không đủ trình độ đâu. Đối với những cái thứ này đó Lisa chửi nó chẳng khác nào mẹ nó ra nó tưởng sao là mọi người tò mò vào coi nó tưởng sao nó nói hay lắm, ai nhà nó nói chuyện như là con kẹt người ta. Cho nên cái thành phần mà ngu lâu dốt bền khó đào tạo này không có xứng đáng nói chuyện đâu. Cỡ những thằng bộ ngoại giao, cỡ những thằng lãnh sự quán mà nói chuyện với Lisa còn nói ấm am ớ không ra gì. Cỡ những thằng giáo sư, giáo chức ở Việt Nam mà Lisa còn bà trẻ đầu nó ra được, nó đừng nói tới mấy cái thằng cắt ké kỳ nhông này mất công. Cho nên mấy thằng này không đáng để chửi bới nó đâu. Nha. Yeah. Chị Lisa ơi, sao những clip phát live stream cũ không còn trên Facebook nữa chị? Em muốn xem lại mà đã mất rồi. Chị để chế độ công khai nha chị. Chị xây rất là nhiều tin tức. Chị lúc nào cũng để là chế độ công khai public cho mọi người coi. Nhưng mà chị xây cả ngàn tin tức cho nên nó trôi đi. Em chịu khó em cứ đi ra rồi em đi vào em restart lại cái máy. Rồi em tự em đưa lên em coi. Cũng có lẽ nếu em ở Việt Nam thì an ninh mạng ở Việt Nam nó chặn cái những cái video đó không dám cho em coi. Cho nên em vào YouTube em gõ Lisa Phạm để em đón nhận rất nhiều những cái video của chị ở bên YouTube. Và Lisa cũng mong rằng tất cả các bạn ở hải ngoại, ở nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nếu có thời gian các bạn tạo nên một cái kênh ở YouTube, bởi vì các bạn đăng lên, các bạn đưa lên thì các bạn không bị gì cả. Các bạn đưa hết những chương trình của Lisa lên để cho các bạn ở Việt Nam khi bị chặn Facebook, bị phá video từ ngay trang chính của Lisa thì có thể coi những cái trang phụ. Họ chỉ có đặc biệt họ đánh phá trang của Lisa mà họ không đánh phá những cái trang mà của quý vị. Cho nên Lisa đưa lên bao nhiêu họ đánh sập bao nhiêu, thậm chí họ không cho người dân nghe, họ phá đi những cái chương trình của Lisa. Cho nên Lisa mong rằng các bạn nào có tấm lòng yêu nước quốc gia thì hãy đưa những chương trình của Lisa lên cho mọi người coi. Quý vị thấy rõ ràng cái trang mà vấn đề là kêu bằng Thiên An TV đó, Lisa cứ ngỡ rằng cái anh này ở nước ngoài, tại vì lấy cái biểu tượng là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ bị bắt nó công khai lên là người ta ở trong nước. Bởi vì tin tức của Lisa, những cái chương trình của Lisa anh này đã đưa lên là từ đầu tiên cho tới cuối cùng. Những cái nào mà video của Lisa bên live stream này anh ta đều đưa qua bên YouTube hết cho mọi người dân Việt Nam coi hết. Thì bây giờ ngày hôm nay Lisa vô thì hầu như là không coi được. Mọi người nói bình thường em coi cái Thiên An đó mà bây giờ tự nhiên lên không còn nữa chị ơi. Bây giờ lên toàn là gặp không gặp nữa. Cho nên bây giờ chúng ta là cũng còn gặp chị một hai người, nhưng mà em sợ một mai này em không còn nghe lại những cái video cũ tiếng nói của chị nữa. Cho nên em rất là sợ. Có thể em kia ta coi đi coi lại hoài. Cho nên nếu các bạn nào mà ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc, ở trên 196 nước, các bạn có điều kiện, các bạn nên tạo tài khoản hoặc là các bạn đưa lên YouTube những cái video của Lisa để các bạn làm một cái việc thiện là cho tất cả những người dân Việt Nam ở trong nước người ta nghe, người ta lắng nghe. Đồng thời cũng là một cái tát tay vào mặt của an ninh mạng, tát tay vào an ninh điều tra của Đảng Cộng sản Việt Nam, là anh không thể nào bắt một cái anh mà Nguyễn vấn đề là kêu bằng là danh dũng như vậy được. Anh đã 29 tuổi ở Thanh Hóa. Một cái điều vô lý, con người ta nghe rồi con người ta xây lên, người ta đưa lên trên mạng thôi mà lại ghép tội con người ta nói xấu lãnh đạo. Nói xấu vấn đề là đảng và nhà nước. Trong khi cái người mà vấn đề là làm ra clip là Lisa Phạm thì lại ngồi bên đây uống trà nhẫn nhơ. Các bạn thấy cái điều nó nghịch lý không? Thậm chí họ gọi điện thoại tới, họ nan nỉ kêu Lisa ngưng để họ trả tiền cho Lisa, các bạn nghe rồi đó. Mà trong khi ở trong nước thì đụng một cái là nó bắt, đụng một cái là nó bớ như vậy. Còn bên hải ngoại này thì nó không dám làm một cái gì, nó không dám manh động. Các bạn thấy ngay cả những tờ báo trong nước nó còn không dám nói đến tên của Lisa Phạm. Nó sợ Lisa tới mức độ như vậy đó. Nó sợ như vậy đó. Cho nên nếu bạn nào mà không thấy chương trình của Lisa
Có thể là Lisa post rất là nhiều bài, mỗi một ngày Lisa post có thể là gần 20-30 bài. Nó trôi đi cái video, những cái video cũ. Các bạn chịu khó từ từ kéo dài nó lên thì các bạn sẽ nhìn thấy. Bởi vì Lisa có nhiều khi post lên tới 2.000 bản tin lượt. Hoặc là ở bên nước Việt Nam, Lisa nghe nhận rằng khi vào trang web của Lisa và Facebook thấy không có một cái gì hết trơn. Tức là an ninh mạng nó che mắt các bạn, không cho các bạn thấy. Chỉ có những người ở bên hải ngoại này thì người ta còn vô ta nhìn, ta thấy nhiều tin tức. Còn ở Việt Nam, Lisa nghe nhận được tất cả những anh chị em ở trên Facebook này cũng vậy. Post những cái bài cứ tưởng người dân Việt Nam người ta đọc được, nhưng mà người dân ở Việt Nam nói rằng em không vô đọc được bất kỳ một cái gì. Chỉ có những cái bạn nào mà giỏi đó, mà vượt firewall đó, vượt bức tường lửa thì vô còn đọc được. Còn những cái bạn mà đa số trẻ trẻ không biết cách vượt tường lửa thì vô thấy toàn là trắng tươi, không có một cái bản tin nào cả. Cho nên họ sợ, họ rúng như vậy đó. Cho nên sau chương trình này, Lisa mong rằng Lisa sẽ các bạn tiếp tay với Lisa để cứu cái anh mà vấn đề là TV Thiên An nha. Cái anh mà đã đưa cái bản tin, những cái clip của Lisa cho tất cả những người Việt Nam coi. Lisa đã theo dõi, Lisa thấy rằng account của anh ta có khi 700.000 lượt vào để mà view. Cho nên bây giờ nó đã bắt anh ta rồi. Bây giờ Lisa mới biết được là anh ta ở tại Thanh Hóa, Việt Nam. Chứ trước kia bèo sao, Lisa thấy anh ta để Việt Nam Cộng Hòa, cứ tưởng anh ta ở bên Mỹ thôi. Và lấy cái vấn đề là kêu bằng là TV Thiên An, Lisa cứ nghĩ rằng anh ta ở bên đất Mỹ này, chứ không biết, không ngờ anh ta ở Việt Nam. Bây giờ khi biết được anh ta ở Việt Nam, Lisa rất là ngưỡng mộ, xúc động tới nghẹn ngào. Ở trong nước Việt Nam mà dám làm một cái kênh lên như vậy để mà đăng tải cho mỗi người vào nghe như vậy. Cho nên quý vị là những người ở bên hải ngoại này thì không có lý do gì mà quý vị không tiếp tay với Lisa để đưa những cái chương trình của Lisa cho mỗi người ở Việt Nam cập nhật. Cũng là một cái tát tay tát thắng vào mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho Đảng Cộng sản Việt Nam không bắt bớ những người ở trong nước Việt Nam như vậy được nha. Cho nên sau chương trình của Lisa, Lisa mong mọi tất cả quý vị, các bạn trẻ có lòng yêu nước, hãy xây hết tất cả những cái video của Lisa lên YouTube. Chúng ta hàng loạt chúng ta làm, để khi mà bắt Lisa phạm là kêu bằng hàng triệu những cái video từ đó tới bây giờ. Livestream của Lisa mọi người đều coi được. Lisa nhận được cái bản tin gia đình của anh ta nói rằng là bởi vì ở Việt Nam cũng như hải ngoại không ai đưa lên hết. Chỉ có cái trang của anh ta là TV Thiên An. Mọi người vô rất là nhiều, bởi vì vô tổng là có từ cái video đầu tiên cho tới cuối cùng. Cho nên những cái video mới nhất là anh ta cứ đưa lên. Cho nên bây giờ nó tìm cách nó điều tra ra được. Nó bắt anh ta để nó bỏ đi. Và cái điều khốn nạn là bây giờ nó lấy được cái tài khoản anh ta, nó ban luôn. Các bạn vô chẳng, các bạn bấm lên không còn cái TV Thiên An nữa. Những cái clip của Lisa nó xóa hết sạch sẽ. Có nhiều cái video 700.000 lượt vô xem nó xóa hết. Chỉ có những người nào bên hải ngoại này thì còn xây được những cái video của Lisa, những cái live stream này thôi. Còn ngoài ra ở Việt Nam mà cái anh mà vấn đề là TV Thiên An đó, anh Nguyễn Danh Hồ Dũng đó, thì nó ban hết. Lisa biết rồi. Anh Nguyễn Danh Dũng, chủ quản trị các tài khoản YouTube Thiên An TV, Facebook. Chị ơi, anh này là thường xuyên đưa những cái live stream của chị lên nè chị à. Thật ra em ngỡ ngàng vô cùng, anh ta lấy biểu tượng là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bây giờ họ đã bắt rồi anh ta tại Thanh Hóa. Chị mau lên tiếng để cứu anh ta. Ừ. Chị đã cho số điện thoại hết rồi. Mong rằng mọi người ở Việt Nam và các vấn đề là nhà đấu tranh ở Việt Nam cũng nên liên lạc với các lãnh sự quán gần để cứu anh ta. Liên lạc đến gia đình của anh ta để mà vấn đề là hỗ trợ cho tinh thần. Để hỗ trợ tinh thần của anh ta. Đây là một người cũng rất là giỏi đó. Họ có thể đánh tráo được IP đó. Nhưng mà với nghiệp vụ của cái lũ chó đẻ đó, tại vì nó là độc tài mà. Nó kiểm soát mạng ở Việt Nam hết mà, cho nên chỉ cần một sơ xích nhỏ thôi, nó hack được là nó vô nó điều tra ra thì nó tới nó chụp người ta thôi. Còn như chị bên đây nó đâu dám đụng tới chị đâu. Bây giờ nó không làm gì chị, nó không hacker được chị, nó nói vô Facebook, Facebook không dám làm gì chị hết. Thì bây giờ nó phá ở Việt Nam bằng cách nó chặn cái trang của chị lại, cho nên các em ở Việt Nam vào không coi được những cái video cũ của chị. Bởi vì nó sẽ chặn hết. Hoặc là nó tìm cách nó phá hết. Chỉ coi được những cái mà vấn đề là video mới này của chị thôi, live stream mới này của chị thôi. Cho nên các em cẩn thận coi xong rồi phải nhớ. Còn nếu mà trong tương lai khi sau cái video này chị nói rồi, mọi người tiếp tay với chị đăng tải nhiều lên,
phát tán lên trên YouTube như vậy, thì các, tự do cho các bạn vào coi, tự do cho các bạn vào truy cập. Có những người vô nói chuyện Lisa thấy rất là tội nghiệp. Tôi thì không có biết làm sao mà vô coi trực tiếp hết á. Nhưng mà sau khi mà tôi coi lại, tôi nghe lại, tôi bấm lên tôi coi. Nhưng mà bây giờ vô cái Thiên An TV giờ không còn nữa. Vô tôi thấy chỉ có những cái vấn đề là nít nào đó thôi. Chị ơi, chị nên liên lạc bên Facebook, Google, YouTube. Hãy đặc biệt quan tâm tới Việt Nam, cho người dân Việt Nam được cập nhật 24/24 và cấm nhà nước Cộng sản Việt Nam ngăn chặn bức tường lửa được không chị? Để mọi người dân Việt Nam được biết rõ sự thật. Ở bên đây người ta đã làm mười mấy năm nay, người ta yêu cầu thằng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng. Nó ừ, nó hứa, nó ừ, nó hứa, nhưng mà nó về nó lén, nó âm thầm, nó chặn như vậy đó. Bây giờ nói tới nó không có chặn, các em làm gì nó đây? Nó đã công bố với mọi người bên thế giới rồi, ngay cả chủ Facebook ta cũng đã lên tiếng, ngay cả Google người ta cũng lên tiếng, ngay cả YouTube người ta cũng lên tiếng rồi. Nó không chặn, nó không gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ các em thấy rõ ràng nó bắt một cái vấn đề là anh, mà vấn đề là Nguyễn Danh Dũng như vậy, ở tại Thanh Hóa như vậy. Cho nên chúng ta mỗi người một bàn tay để mà làm. Lisa mong rằng tất cả các hội đoàn, tất cả các báo chí ở hải ngoại này, trên toàn thế giới, quan tâm tới từng trường hợp của vấn đề là anh Nguyễn Danh Dũng, là cái người mà đang đưa lên những cái vấn đề là video, cũng như là vấn đề là cho mọi người dân biết sự thật, nhưng mà nó ghép tội để nó bắt người ta nói xấu đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước có cái gì tốt đâu mà phải nói, toàn là xấu xa không người ta phải nói thôi, chứ lẽ giờ xấu đi lên nó thành tốt à? Bởi tôi nói nó ngu như vậy đó, đảng nó ngục như vậy đó, các em thấy rồi đó. Cho nên khi các bạn sống trong một chế độ độc tài thì đừng hy vọng, đừng có hy vọng là nó bắt đầu nó cho các bạn những cái quyền tự do của con người mắc công lắm. Nó không có cho đâu. Chị ơi, chị kêu học cài chương trình Obibra Mini là vượt tường lửa hết à chị à, nhưng vào hơi yếu hơn bình thường nha chị. Em thank you chị. Ừ, thì các bạn vấn đề là ở Việt Nam giỏi về mạng đó, các bạn nên học cái chương trình cài vấn đề là Opera đi, cũng có chừng nha. Những cái chương trình có thể là lũ cộng sản Việt Nam nó cũng đi vô được, nó đưa những cái chương trình bên hải ngoại nè, để các bạn vượt tường lửa. Các bạn bây giờ giỏi mà nha. Các bạn thấy không? Thằng Tàu nó quen cái giọng láo cá với vấn đề là kêu bằng đó là thằng Việt Nam. Nó nói rằng là chiếc tàu không người lái của Hoa Kỳ đó, nó muốn bắt là nó bắt, nó muốn giữ là giữ. Hoa Kỳ vừa bắt đầu là chuẩn bị cho vấn đề là kêu bằng là hết, chuẩn bị tới để mà ném bom của bom những cái đảo nhân tạo nó quản hộn. Bây giờ nó cúi đầu nó nói nó sẽ trả cho Mỹ, không có mất một cái gì hết. Nó sẽ bàn giao để mà nó đem qua nó trả lại cho ông Donald Trump cái chiếc mà vấn đề là kêu bằng là tàu ngầm mà không người lái, dùng để mà lọc những cái nước ở dưới biển nó kia để theo dõi coi cái độ độc như thế nào. Bây giờ nó quản hồn nó đem qua để nó trả lại cho Hoa Kỳ. Mày ngon mày không trả đi, mày biết liền gì? Mày ngon mày giữ đi con, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày giữ một cái chiếc tàu không người lái của Hoa Kỳ trị giá chỉ có chừng khoảng 10 triệu đô la thôi. Nhưng mà những cái tiền của mà mày xây những cái đảo nhân tạo của mày tốn cả bạc tỷ đó, mày ngon mày giữ đi. Tao nói ông Donald Trump ông ra lệnh một cái là nó tàn sát không còn một cái gì trong mày, mất cả chài lẫn chì cho mày, bỏ tật mày ngâm cuồng, mày hù dọa, mày rung cây nhát khỉ với cái lũ đầu bò ốc chó đảng Cộng sản Việt Nam được. Chứ mày không bao giờ mà mày rung cây nhát khỉ với Hoa Kỳ với ông Donald Trump được đâu. Cái thằng trung cậu, cái thằng tàu cộng súc vật kia. Chỉ có cái đám Cộng sản Việt Nam, chỉ có Bộ Chính trị nó ăn cất tụi bay, nó sợ tụi bay. Nó là những cái lũ con quan nó mới sợ tụi bay thôi. Tụi bay chỉ nắm đầu được cái lũ con quan là đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ tụi bay không hù được ai hết trơn. Chớ bao giờ ngâm cuồng nha. Các bạn thấy rõ ràng rồi đó. Đó. Mày ngon mày giữ đi. Mày ngon mày giữ đi. Mày giữ đi mày biết liền gì? Chưa đâu. 20 tây tháng 1 mới là ngày President Day. 20 tháng 1 năm 2017 đó, tức là qua cái Tết Tây rồi đó. Bắt đầu ngày 20 tây là ông Donald Trump chính thức vào để làm việc. Ngày 20 là ngày của President, là ông ta là vào
tòa Bạch Ốc để ông ta làm việc. Lúc đó tao cho tao bay ngông cuồng. Nha, bây giờ chưa đâu. Bây giờ người Mỹ lúc nào ta cũng vui chơi lắm. Người ta đợi ăn Christmas xong đi. Người ta đợi ăn New Year xong đi. Rồi tụi bay sẽ biết. Chị ơi, ở tại Bình Thuận, một công an xã chết bất thường tại nhà riêng nè chị à. Báo chí đưa lên là có một vết trầy cổ nhưng mà không biết tại sao chết đó chị. Trời ơi, thì chắc là nó xiết cổ tắt thở chết mẹ chứ gì đâu. Báo chí thì lúc nào nó không như vậy. Báo chí thì nó đưa những cái tin như này là giống như con nít lên 3 tuổi vậy đó. Một cọng tóc quẹt ngang qua cho nên tự nhiên bị chết. Chứ đâu dám nói là người ta xiết cổ cho mày lè lưỡi mày chết cho thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đâu. Hả? Đâu dám đăng mấy cái tin như vậy. Hoặc là đó là thằng công an nào mà bị dân người ta đâm vấn đề là như con chó vậy đó. Vấn đề là chết, vấn đề là cái bằng là méo miệng trợn lùi mắt ra, đâu dám đăng vậy đâu. Đăng là bị tai nạn thôi. Đâu dám đăng sự thật đâu. Thành phố Hồ Chó Minh, hai cha con ép tài xế đóng tiền bảo kê suốt 20 năm. Ừ. Thì trong cái xã hội là nó như vậy đó. Trong xã hội là nó bắt phải đóng tiền bảo kê cho nó như vậy. Một cái đất nước mà bây giờ các bạn đi ra, các bạn thấy công an nó cứ y như giang hồ. Các bạn phải đóng tiền cho nó để nó bảo kê cơ sở làm ăn của các bạn, không là nó tới nó kiếm chuyện. Cứ hàng tuần nó tới nó lãnh, giống như là nó đang làm gì cho các bạn, lãnh lương cho các bạn vậy đó. Nó đi nhông 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 ở đâu không cần biết, cứ tới từng các bạn bán làm chết con đỉ mẹ luôn. Thức khuya dậy sớm buông gánh bán bưng mở ra, thậm chí cả nhà hàng thôi là nó tới nó kêu phải bảo kê, phải đóng tiền phạt cho nó, phải đóng tiền cho nó bảo kê cho. Còn không ấy là nó kêu giang hồ, tới nó giả bộ nó chiêm mộ, nó kêu giang hồ tới quậy thôi. Vì mày mở cái quán ra, mày bán quán nhậu mà mày không bảo kê tao phải không? Mày mở vô trường mày không bảo kê tao phải không? Tao không có phải đâu. Nhưng mà giang hồ nó lỡ nó tới nó quậy là tao không biết à. Nhưng mà thật ra là nó kêu giang hồ tới quậy. Trời ơi, nó đâu cần đâu. Nó có một đám giang hồ nó cứ gì nó thề thiệt. Tụi bay cứ vô quậy chết mẹ nó đi. Vô giả bộ uống xong rồi đập khỏi trả tiền mẹ cho nó. Nó sợ quá nó phải trả tiền cho tao. Vô giả bộ kêu rượu ra uống là bắt đầu giả bộ. Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu, ba ly nằm đau mũi chảy, bốn ly cho chó ăn chè, năm ly làm xe lội nước, sáu ly, mười ly thì chịu khó đem chôn. Ngọc Hoàng nó ngự nga vàng, thấy con uống rượu hai hàng lễ rơi, tưởng đâu con uống con chơi, ai nhà con uống, con đập mẹ cái quán này. Mẹ mày, tao không trả tiền mày làm gì tao hả? Con chó kia mày tính cái gì vậy kỳ vậy? Cái bill gì mấy ngàn hả, mấy triệu đâu đâu mày đưa tao coi coi, cái bill này 20 triệu hả, 20 cái con cặc của tao nè. Đó rồi, đập bánh tà lông vỡ bàn ghế thảy mẹ nó trơn rồi, chủ quán ngồi kêu công an ở đây một đâu tới đâu, rốt cuộc rồi ăn cho đã đời quậy bánh quán ta đi ra rồi, bắt đầu tới chừng ngày mai kêu công an lại rồi nó ngồi nó, tôi nói rồi mà không nghe. Trời ơi, muốn yên ổn làm ăn thì đưa tiền bảo kê đây, có gì gọi chúng tôi tới. Mấy cái thằng giang hồ này là toàn là tôi biết mặt hết trơn à. Cho nên thôi bây giờ đưa tiền đi, chủ quán sợ quá già. Thôi giờ con phải chịu đưa tiền để con làm ăn cho nó yên ổn. Rồi mỗi tầng tới cúng chùa cúng miễu tiền cho nó thôi. Mày không cúng tiền hả? Nó kéo 30-40 mạng vô nó ăn cho mày sập tiệm rồi nó đập quát mày luôn, có mày làm gì? Đó, mày vô mày làm gì? Một cái xã hội khốn nạn, một cái xã hội chó đẻ trâu bò như vậy đó, súc vật như vậy đó nha. Tranh ơi, bây giờ nó vui như là ngày trại hội. Tàu cộng nó lên chiếc máy bay đó, bắt đầu nó lên nó coi hành lý của người Việt Nam, nó lấy cắp mẹ hết trơn đồ đạc hết trơn. Còn mà dịch kiều bên đây đó mà về Việt Nam trong dịp Tết này đó, ta nói nó lục vali, nó lấy, ta nói lấy sạch sẽ hết, lấy không còn cái gì hết. Quà cáp đem về Việt Nam là nó rạch công khai, nó lấy luôn. Bởi vì chỉ thị của đảng đưa ra mà, nó đâu có sợ đâu. Tụi bay ngục, tụi bay ngu, tụi bay biết cái nước Việt Nam vậy, tụi bay về làm gì? Mày lết mặt chó, mày về đây làm gì? Cho nên tao cướp trắng trộn, mày dám la không? Hả?
Rồi bắt đầu nó qua đây nó đồn cái tin lên là trời ơi, dù cho bên hải ngoại cũng là xong thịt. Cho nên vấn đề là kêu bằng là về Việt Nam là vấn đề nó muốn làm gì nó làm mà không được quyền qua đây la làng lên. Thằng chó nào mà đứng trước mặt tao mà nói tao là xong tịch Việt Nam cái hả, là tao dựng vô mặt mặt mà chết mẹ mày. Tao là quốc tịch Việt Nam nhưng mà với điều kiện là nhường nào quốc gia trở lại kìa. Còn cái đảng cộng sản chó mà mày đặt nói tao là quốc tịch Việt Nam là tao quốc tịch của mày, tao dựng vô mặt mà chết mẹ mày. Đó mày là quốc tịch. Tao là không có quốc tịch Việt Nam khi còn thằng chó đẻ Hồ Quang, thằng súc vật Hồ Chí Minh, cái thằng mã ngụy đầu thai, cái thằng chó đẻ thiếu tá Hồ Quang này là tao không có là con cháu của nó. Còn cái đảng súc vật cộng sản Việt Nam tụi mày là đừng có đem tao vô mà làm những người là Việt Nam quốc tịch. Mày qua đây mày lấy thế tao, qua đây thằng chó đẻ là tao đây lấy thế tao, con tới đây đi. Bà đặt hù võ mấy người Việt Nam bên đây không biết lực, trong tương lai có thể kêu thi hành nghĩa vụ quân sự những người kiều bào Việt kiều. Tao là quốc tịch Mỹ là đương nhiên tao bỏ quốc tịch Việt Nam rồi đó. Ở bên nước Việt Nam chính phủ của tụi bay tự tụi bay cho tao có quốc tịch Việt Nam xong tịch thôi, chứ tao đâu có cầm đâu. Tao đâu cầm cái passport của Việt Nam đâu. Tao cầm passport của Mỹ gần 20 năm nay rồi. Cho nên tao giờ là người Mỹ tụi bay được mà đặt diện cớ mất công lắm. Lông chân tao không dám đụng tới đâu mà đặt xạo quần. Phải đặt hù dọa những cái nào biết lực thôi, ngon đứng trước mặt tao mà nói cái chân trời cái thối mà vấn đề là xong tịch đi. Rồi tao cho tụi bay thành xong mã luôn. Tao cho tụi bay thành xong lông luôn. Đứng trước mặt tao mà đặt mà nói là xong tịch đi, tao cho tao mày biết thế nào là sao lễ độ chứ gì. Tao cho tao mày thành xong long luôn. Ở đó mà xong tịch. Tao cho tao mày thành thối địch luôn. Đồ cái lũ súc vật. Đồ cái lũ chó. Rồi. Cho nên là các bạn ở Việt Nam, các bạn cẩn thận nha. Chị ơi, chị báo chí đưa rồi nè chị. Mưa lũ làm 235 người chết, thiệt hại 37.650 tỷ đồng. Chị đã nói em rồi, em phải nhân lên gấp 1.000 lần. Tức là nó nói mưa lũ làm chết 235 người thì em phải nhân lên là 2.350 người cho chị. Nghe chưa? Nó nói thiệt hại 37.000 tỷ đồng là em phải nhân lên là 370 tỷ cho chị. Em phải nhân lên 1.000 lần như vậy đó, còn chưa thấm nữa. Thằng cộng sản này nó nói 10 em lường lại chưa được một, nó nói 100 mai ra em lường lại mới được một thôi. Cho nên hãy cái bài báo nào nó đăng lên là em cứ nhân gấp đôi lên, gấp ngàn lần lên cho chị nha. Nó nói thiệt hại 37 tỷ đồng là em phải nhân lên là 370.000 tỷ đồng cho chị. Nó nói chết 235 người là em phải nhân lên là 2.350 người cho chị. Mà em nhân kiểu đó lạng quạng còn hố nữa. Em nghĩ là nó xả đập như vậy đó mà người chết chỉ có 200 mấy chục mạng à. Nha. Thì thôi. Lisa xin kính chào quý vị và các bạn. Nói tóm lại là chương trình hôm nay Lisa đặc biệt quan tâm tới cái anh Nguyễn Danh Dũng. Người mà có cái tài khoản về vấn đề là kêu bằng đó làm Facebook. Đăng những cái clip của Lisa lên. Và thứ hai nữa là Lisa nói về cái sự mà báo chí ở trong nước Việt Nam nó đăng tin xạo láo như vậy, cho nên các bạn cẩn thận nha. Chương trình cũng đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Lisa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Lisa mong rằng quý vị hãy